Cát Tường xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Tường cảm thấy rất là vui và Tường phải quay cái video clip này liền lập tức luôn để chia sẻ với cả nhà, đặc biệt là tất cả các chị em phụ nữ của Tường nha. Những chị em nào mà trên cái làn da của mình bắt đầu xuất hiện nám nè, tàn nhang nè, da hay bắt đầu là nhăn nheo nè, chân chim thì thấy rõ nè, thì vô đây nghe Tường cùng chia sẻ, Tường sẽ tư vấn cho cả nhà. Hôm nay Tường xin chia sẻ với bí quyết về chống lão hóa, dưỡng trắng da mà Tường đang rất là tin tưởng sử dụng và đang cực kỳ là ưng ý luôn nha quý vị nha. Đây là kem chống lão hóa da Dakami. Đó, mọi người thấy không ạ? Dakami nha cả nhà. Cái sản phẩm này là Tường lựa chọn để có được một cái làn da trẻ trung, không nếp nhăn, trắng mịn, không thâm nám nha. Sản phẩm này là hiện nay đang rất là hot và cứ mỗi 3 giây thôi là sẽ có một sản phẩm sẽ được bán ra trên thị trường đó cả nhà. Cái kem Dakami này á là một sản phẩm được sản xuất theo công nghệ collagen thủy phân của Hàn Quốc tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại của Việt Nam. Nè, mọi người nhớ nha, hễ mỹ phẩm mà cái gì mà có tiêu chuẩn rồi có theo cái công nghệ Hàn Quốc, mình nghe Hàn Quốc là mình cực kỳ yên tâm luôn. Đây là cái collagen thủy phân. Tức là như thế nào? Tức là bóc tách các cái phân tử collagen ra bằng cái phương pháp thủy phân hiệu quả nhất. Nè cả nhà nhìn xem làn da của Tường nha, mọi người nhìn kỹ nha. Sau khi mà sử dụng cái kem Dakami, đó là cái da của Tường nè, không còn nếp nhăn, còn có chút xíu thôi. Không còn nếp nhăn, không còn tàn nhang, không còn cái vết nám luôn nha cả nhà nha. Cực kỳ hiệu quả luôn. Mà Tường thì năm nay là cũng hơn 40 tuổi rồi đó, tuổi tác rồi công việc thì trước đây á là mỗi lần Tường cười á đuôi mắt của Tường rất là nhiều nếp nhăn, trán á thì có là coi như là gọi là cái rãnh đó quý vị, đó rất nếp nhăn nè, rồi hai bên cái khóe miệng nên là cái rãnh râu rồng nữa đó. Nhưng mà từ lúc mà Tường sử dụng cái kem Dakami này chỉ sau 20 ngày thôi, sau 20 ngày thôi nha quý vị nha, làn da của Tường cải thiện một cách rõ rệt luôn, nếp nhăn được cải thiện rõ rệt luôn, mà mấy cái đốm nâu nó cũng mờ đi luôn quý vị, nó mờ hẳn đi luôn. Mà cả nhà chú ý nha, cái kem Dakami này không chỉ giúp cho chúng ta cải lão cái làn da của mình mà còn cấp ẩm cho mình nè, dưỡng trắng da cho mình cũng rất là tốt nè, giúp cho da không có bị khô nè, và còn dưỡng da và bật tông lên sau khi chúng ta sử dụng. Đó, Tường đảm bảo với cả nhà là khi mà sử dụng kem này chắc chắn là sẽ trẻ hóa được cái làn da của mình, da thì nó sẽ căng mịn luôn nha, và cảm giác làn da của Tường rất là khỏe thưa cả nhà, mặc dù là ngày nào Tường cũng trang điểm hết đó. Đây bây giờ Tường sẽ khui ra, Tường sử dụng lên cho mọi người xem để mọi người thấy rõ luôn. Bản thân Tường đã mất rất là nhiều thời gian, tiền bạc, công sức để mà tìm những cái loại kem nào nó phù hợp với bản thân của mình. Nhưng mà đến khi Tường dùng cái kem này thì Tường thật sự là ưng ý nha cả nhà nha. Đây bây giờ Tường sẽ thử, cả nhà hoàn toàn yên tâm là tại vì á, cái kem này nó sẽ không có bị dị ứng nha quý vị, nó không bị dị ứng và nó không có bị tác dụng phụ nào trên làn da hết. Tại vì sao? Tại vì đây là kem 100% được chiết xuất từ thiên nhiên nha, 100% được chiết xuất từ thiên nhiên nha cả nhà. Nó có chiết xuất của lô hội nè, dầu chocoba nè, dầu nho nè, vitamin E nè, là những cái thành phần có tác dụng rất tốt cho làn da của mình, phục hồi những cái hư tổn trên làn da của mình tới 90% chỉ sau khi mình sử dụng khoảng 3 tuần, 20 ngày thôi nha quý vị nha, rất nhanh là hiệu quả. Đây mùi kem thơm dễ chịu nha cả nhà nha. Loại da nào mình lấy một cái lượng vừa đủ ha quý vị ha, loại da nào mình cũng có thể sử dụng được kem một cách thoải mái. Đó, chấm kem lên trán nè, mũi nè, hai bên gò má và cằm ha, massage nhẹ ra cho kem nó thẩm thấu vô da của mình. Đó, đó một chút xíu ha, mình tốt lấy tay vỗ nhẹ nè cho kem nó thẩm thấu vô mặt của mình. Có một thông tin rất là vui nha cả nhà, lúc đầu là Tường mua giá gốc của kem Dakami này là 1.580.000, nhưng mà hiện tại thì Tường thấy có thông tin là đang được sale nha quý vị nha, 50% luôn, tức là chỉ còn có 790.000 thôi, 790.000 thôi nha cả nhà. Giá này thì Tường thấy quá là vừa với túi tiền của chị em phụ nữ mình luôn, mà công dụng thì rất là tuyệt vời.
Chưa hết đâu nha. Nếu như cả nhà mà mua hai sản phẩm, tức là mua hai lọ kem Dakami nha, mua hai lọ đem cái kem Dakami này thì sẽ được tặng thêm một. Mua hai được tặng thêm một nha cả nhà. Tường làm MC cho nên công việc của Tường rất là bận rộn luôn. Suốt ngày là Tường đi quay rất là nhiều quý vị. Đó, gần như là Tường không có thời gian chăm sóc da ở nhà. Nên là mỗi lần mà Tường sử dụng cái kem này á, Tường đặt luôn một lần 4 hộp, được tặng luôn hai hộp luôn quý vị. Mà dùng thì rất đơn giản đó, mọi người thấy không? Chỉ cần rửa mặt sạch rồi thoa lên giống như Tường rồi 1-2 phút là kem nó thẩm thấu rất là nhanh luôn. Chỉ cần thoa kem đều đặn mỗi ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối, là chúng ta sẽ có được một làn da đẹp nè, căng mịn nè, rồi còn tiết kiệm thời gian mà rất là hiệu quả. Thật sự Tường sử dụng và Tường cảm thấy rất là thích, cho nên là Tường khuyên cả nhà ai mà muốn gọi là trẻ lại, muốn phục hồi cái làn da mình đang bị hư tổn, bị lão hóa, thì mình đặt mua ngay kem Dakami. Mà nhân khi trong cái công ty đang có chương trình khuyến mãi như vậy thì mình mua mình lợi hơn rất là nhiều. Và Tường đảm bảo cho cả nhà luôn, mình xài 20 ngày thôi là mình có kết quả như ý muốn luôn. Đó, đây, mua một lần một cặp nha quý vị ha. Cứ mua hai hộp kem Dakami như thế này nha quý vị là sẽ được tặng thêm một hộp nữa nha cả nhà nha. Đó, dùng 3 tuần thôi, 20 ngày là có kết quả liền. Tường cũng đã chia sẻ cái bí quyết chăm sóc da nè, làm cho làn da trẻ hóa của Tường rồi. Thì Tường cũng hy vọng mọi người sau khi mà xem xong cái clip này của Tường thì cũng có thể chăm sóc mình, làm sao mình cũng có được một cái làn da như ý muốn. Bởi vì là phụ nữ mà, thanh xuân thì rất là có hạn nha cả nhà nha. Mình không tìm hiểu cái cách chăm sóc làn da của mình để sau này khi mà mình lớn hay mình già rồi, dù mình có điều kiện rồi, lúc đó khó phục hồi. Tại vì sao? Lúc đó da mặt của mình nó đã chảy rồi, nó đã nhão xuống cấp rồi, thì mình có thuốc tiên thì mình cũng bó tay thôi cả nhà. Cho nên mình phải chăm sóc da của mình ngay từ bây giờ với Dakami cả nhà nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video clip này của Tường nha quý vị. Đó, mua 2 được tặng 1 nha. Rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại.